Thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động mạnh đến các thành phần kinh tế, đặc biệt là thành phần công nghiệp xây dựng và thành phần thương nghiệp dịch vụ. Nhưng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC vẫn luôn nỗ lực để có thể hoàn thành vượt các mức chỉ tiêu mà EVN giao, cũng như không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm giữ chọn niềm tin thắp sáng mà gần 11 triệu khách hàng gửi gắm. Trong 9 tháng đầu năm 2020, về cơ bản, lưới điện tổng công ty đã đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, đảm bảo cấp điện cho các dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị, phục vụ bơm nước đổ ải và cho các cơ sở y tế, bệnh viện, phục vụ cách ly đối với người nhiễm và tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Mặc dù phải trải qua rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19, thời tiết cực đoan, nắng nóng đến sớm và kéo dài, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, EVN-NPC đã đảm bảo nhiệm vụ chính trị về an toàn năng lượng quốc gia đối với phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc. Sản lượng điện 9 tháng năm 2020 đạt 58,36 tỷ kWh, tăng hơn 6,6% so với cùng kỳ và đạt gần 72,3% kế hoạch năm. 9 tháng năm 2020, toàn EVN-NPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 133 khách hàng trung áp. Thời gian trung bình giải quyết các thủ tục là 4,55 ngày, giảm 2,45 ngày so với quy định của EVN. 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng của tổng công ty đều đạt so với quy định của EVN. Những cái nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm thì là còn rất nhiều. Tuy nhiên có một số những cái nhiệm vụ trọng tâm mà tôi nghĩ rằng là tổng công ty miền Bắc là phải tập trung chỉ đạo ngay từ những giờ phút này. Phải siết chặt lại kỷ cương, kỷ luật an toàn và tập trung, không thể để, không chấp nhận xảy ra bất cứ tai nạn lao động dưới bất cứ hình thức nào và chuẩn bị cho cái điều kiện vận hành của lưới điện trong cái mùa nắng nóng và mùa mưa lũ thì cần phải sẵn sàng, cần phải tập trung chỉ đạo cho công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Thời gian qua, EVN-NPC đã tích cực triển khai công tác tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh của khách hàng trong cung cấp các dịch vụ điện, xử lý triệt để phản ánh của khách hàng qua phần mềm chăm sóc khách hàng CRM, đặc biệt là các phản ánh liên quan đến vi phạm trong cấp điện mới, về thái độ, hành vi đối với khách hàng và vi phạm sử dụng điện. Chỉ đạo, đôn đốc các công ty điện lực củng cố lực lượng làm công tác kiểm tra giám sát mua bán điện từ cấp công ty điện lực đến các điện lực về cả lượng và chất. Trong 9 tháng năm 2020, Công ty Điện lực Bắc Cạn là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Với những kết quả đạt được, như điện thương phẩm 9 tháng đầu năm tăng 8,07% so với cùng kỳ, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tăng 17,78% so với kế hoạch được giao. Tính đến 30 tháng 9 năm 2020, Điện lực Bắc Cạn đã hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho gần 87.500 khách hàng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, tương ứng với số tiền điện hỗ trợ là gần 10,4 tỷ đồng. Năm 2020 là một năm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 và thực hiện chỉ đạo của tập đoàn cũng tổng công ty Điện lực Bắc với cái chủ đề là tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020. Trên cơ sở như vậy thì công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện. Trong những tháng còn lại của năm 2020, EVN-NPC sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tập trung hoàn thiện lắp đặt công tơ điện tử và hoàn thiện hệ thống đo xa trong quý 4 năm 2020, đề nghị các công ty điện lực đẩy nhanh tiến độ thi công công tác các công trình lưới điện 110 kV và các công trình trung hạ áp được tổng công ty giao, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2020, tập trung hoàn thiện củng cố lưới điện, đẩy nhanh khắc phục các khiếm khuyết lưới điện, đặc biệt là lưới điện 110 kV, đẩy mạnh các công trình đầu tư xây dựng, kiểm soát tiến độ hàng tháng, đặc biệt là các công trình trọng điểm không được xê dịch thời gian tiến độ. Tại Công ty Điện lực Cao Bằng, để có thể hoàn thành các chỉ tiêu của Tổng Công ty giao trong những tháng tiếp theo của năm 2020, công ty sẽ phải tiếp tục tổ chức, thực hiện mọi biện pháp, nghiệp vụ trong kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng, kiểm soát, hướng dẫn, đôn đốc các điện lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý tư và cả năm 2020. Hiện nay thì các cái dự án đầu tư xây dựng cũng như sửa chữa lớn của công ty đã hoàn thành và cái nhiệm vụ còn lại của các tháng cuối năm này là đưa vào khai thác các cái dự án này nhằm đem lại cái hiệu quả tốt nhất về mặt giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện cho khách hàng, cũng như là thực hiện tiếp tục khép kín tất cả các cái mạch vòng trên lưới điện bằng cái hệ thống hiện đại hóa và tự động điều khiển thì sẽ nâng cao cái độ tin cậy cung cấp điện.
Chúng tôi cũng thấy rằng là cái làn sóng mà FDI có khả năng sẽ chuyển dịch về Việt Nam, đến Việt Nam sau COVID-19. Và chính vì thế mà chúng tôi cần phải tập trung, chủ động trong công tác quy hoạch cũng như là chuẩn bị cái nguồn vốn để đầu tư, sẵn sàng đón cái làn sóng mà chuyển dịch cái cơ cấu vốn đầu tư từ các doanh nghiệp FDI sang Việt Nam. 3 tháng cuối năm là khoảng thời gian không dài, nhưng với những quyết tâm, nỗ lực, EVN-MPC phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 cũng như kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và mong muốn sẽ xuất hiện nhiều điểm sáng trong công tác kinh doanh và kỹ thuật, đầu tư xây dựng để tạo đà cho những năm tiếp theo.